Chào mừng trở lại với kênh 108 TV. Mời quý vị và các bạn cùng xem bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Sai phạm trong xây dựng dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen bị đình chỉ. Dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn đầu tư Hoa Sen thi công không phép, trái phép với 30 hạng mục kiên cố. Nằm ngay khu vực trung tâm huyện Đại Hoai, Lâm Đồng, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa có bất kỳ động thái xử phạt ngăn chặn nào. Dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen tên trong giấy chứng nhận đầu tư là Dự án Quản lý Bảo vệ rừng, trồng rừng, kết hợp, du lịch, sinh thái, bền ôm, lưu mưu, có tổng vốn đầu tư gần 590 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích mặt đất, mặt nước hơn 567 ha. Trong đó diện tích khu vực 1 gần 428 ha, gồm đất có gần hơn 361 ha, hơn 66 ha đất nông nghiệp. Dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen tại thôn 3, thị trấn Đạ Mi Ri, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, được thi công trái phép khoảng 30 hạng mục kiên cố gồm đường, nhà ở và một số công trình khác. Người dân bức xúc vì Đại Tùng Lâm Hoa Sen ngang nhiên đào tung một quả núi lớn nằm sát quốc lộ 20 để lấy đất, đá, san lấp cho dự án nằm ngay đối diện, khu du lịch tâm linh. Trong quá trình thi công, công ty này đã lắp gần kính dòng suối Tiên, một địa chỉ du lịch hấp dẫn giữa rừng Madagui nguyên sơ làm ảnh hưởng đến cuộc sống, canh tác của người dân Đạ Hoai. Ngày 14 tháng 6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký quyết định tạm dừng thi công xây dựng các công trình hạng mục chưa đủ điều kiện pháp lý trong phạm vi dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn đầu tư Hoa Sen, công ty Hoa Sen. Ngoài xây dựng trái phép trên diện tích đất sở hữu ở thửa 178, tờ bản đồ số 5, chủ dự án còn lấn chiếm xây dựng hàng loạt công trình trên phần đất của bà Nguyễn Thị Tương, thửa 200, tờ bản đồ số 12, dẫn đến tranh chấp kéo dài. Theo đó, ngày 8 tháng 6, ông Ngô Văn Ninh, chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản đình chỉ toàn bộ hoạt động xây dựng tại dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen do công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn đầu tư Hoa Sen làm chủ đầu tư. Dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen tại thôn 3, thị trấn Đạ Mi Ri, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng hiện là một đại công trường, dù chỉ được cấp phép xây dựng một công trình với 6 hạng mục, nhưng thực tế bên trong đã mọc lên hơn 30 hạng mục kiên cố, gồm đường, nhà ở và một số công trình khác. Đây đều là những công trình nằm ngoài giấy phép do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp. Công trình không đảm bảo quy hoạch không gian kiến trúc do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Đáng nói, để phục vụ san lấp mặt bằng, Đại Tùng Lâm Hoa Sen đã đào tung một quả núi lớn nằm sát quốc lộ 20, ngay đối diện khu du lịch tâm linh bên kia quốc lộ 20, để lấy đất, đá. Do khai thác không đảm bảo quy định, nhiều lần dự án này đã bị cơ quan cảnh sát giao thông lập biên bản vì để đất bùn tràn ra quốc lộ 20, gây cản trở hoạt động phương tiện lưu thông. Dự án này cũng đã lắp gần kính dòng suối Tiên, một địa chỉ du lịch hấp dẫn giữa rừng Madagui nguyên sơ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, canh tác của người dân huyện Đạ Hoai. Trước đó, ngày 25 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra quyết định dừng dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen để xử lý dứt điểm các phát sinh. Các phát sinh ở đây được xác định là các sai phạm trong xây dựng đầu tư liên quan đến dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen. Dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen tại địa phận thị trấn Đạ Mi Ri, dù chỉ mới được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cấp phép xây dựng một công trình với 6 hạng mục, nhưng trên thực tế đã xây dựng nhiều công trình với khoảng 30 hạng mục kiên cố, gồm đường, nhà ở và một số công trình khác. Dự án ngoài xây dựng trên diện tích đất có quyền sở hữu của mình, thửa 178, tờ bản đồ số 5, còn xây dựng lên trên cả phần đất của bà Nguyễn Thị Tương,
thửa 200 tờ bản đồ số 12. Kiểm tra trước bước đầu từ cơ quan chức năng cho thấy sai phạm tại dự án nghiêm trọng hơn mức phản ánh ban đầu. Đa số công trình bên trong dự án đều chưa có giấy phép xây dựng và chưa thực hiện quy hoạch theo luật. Cụ thể, hoạt động xây dựng tại công trình Đại Tùng Lâm Hoa Sen được chia thành hai khu vực. Khu vực 1 có 25 công trình, 67 hạng mục, với tổng diện tích 22.830m2, trong đó 22 công trình, tương đương 64 hạng mục, xây dựng chưa có giấy phép xây dựng, với diện tích 16.896m2. Khu vực 2 có 11 công trình, tương đương 41 hạng mục, xây dựng chưa có giấy phép xây dựng, với diện tích 14.888m2. Ngoài ra, cả hai khu vực của dự án đều đã xây dựng hàng loạt công trình với khối lượng lớn như đã nêu nhưng chưa lập quy hoạch chi tiết 1/500, khi riêng khu vực 2 quy hoạch chi tiết 1/500 lẫn quy hoạch 1/2000 đều chưa lập. Các công trình xây dựng tại khu vực 1 và khu vực 2 chủ yếu được khởi công xây dựng trước tháng 3 năm 2020. Trừ các công trình xây dựng tại vị trí tranh chấp với bà Nguyễn Thị Tương thuộc địa giới hành chính xã Đạ Mi Ri, nay sắp nhập thành thị trấn Đạ Mi Ri. Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tạm dừng các hoạt động trên dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen để xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động xây dựng tại dự án nói trên. Nếu phát sinh sai phạm thì chỉ rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức có liên quan, đề xuất hướng xử lý đúng quy định. Hiện bà Tương cũng đang gửi đơn kiến nghị lên các bộ, ngành liên quan, đồng thời yêu cầu Đại Tùng Lâm Hoa Sen tháo dỡ các công trình, hoàn trả nguyên trạng. Theo bà Tương, bà đã yêu cầu kiến nghị Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, buộc công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen chấm dứt việc xâm chiếm 4.249m2 đất thuộc thửa đất số 200 tờ bản đồ số 12, bộ bản đồ địa chính trị ở thị trấn Đạ Mi Ri đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC308797 cho bà. Liên quan những vi phạm xảy ra tại dự án trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm. Trong đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạ Mi Ri bị xác định là chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm tại dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen. Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai bị cho là chưa phối hợp tốt với các sở ngành trong việc hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục dự án, chưa tích cực hỗ trợ chủ đầu tư trong việc đôn đốc hướng dẫn, phối hợp hoàn thiện các thủ tục liên quan và công tác giải phóng mặt bằng. Tương tự, tỉnh cũng yêu cầu các sở xây dựng kế hoạch và đầu tư tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn trong công tác quản lý nhà nước đối với quá trình triển khai dự án khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen. Các sở ngành trên được xác định là chưa quyết liệt trong việc đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong diễn biến liên quan, sau một thời gian dự án kéo dài trước áp lực của công luận, ngày 25 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng đã có văn bản đề xuất tạm dừng dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen của công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen để xử lý dứt điểm các phát sinh theo đúng quy định pháp luật. Các phát sinh ở đây được xác định là các sai phạm trong xây dựng, đầu tư liên quan đến dự án. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh tình trạng xây dựng trái phép tại dự án này và đề xuất
biện pháp xử lý phù hợp. Tuy nhiên, mới đây, hoạt động xây dựng trái phép tại dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen vẫn diễn ra bình thường. Hàng chục xe múc, xe tải thi nhau, đào bới, san lấp, nắn dòng chảy. Trong dự án có nhiều công trình đồ sộ mà bất cứ ai đi ngang qua quốc lộ 20 đều dễ dàng nhìn thấy. Thế nhưng, trên thực tế, ở đây có tới hàng chục hạng mục công trình kiên cố gồm đường điện, nhà ở và một số công trình đồ sộ khác được xây dựng không phép ven quốc lộ 20, thị trấn Đạ My Ri, huyện Đạ Hoai. Người dân địa phương cho biết rất bức xúc với cách xử lý sai phạm tại dự án này của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, chính quyền địa phương đã chậm trễ, thiếu kiên quyết trong xử lý sai phạm tại dự án trên. Tại đây, một đại công trình không phép đang diễn ra, mọi hoạt động xây dựng đang được khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, điều lạ là cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa có bất kỳ động thái ngăn cản nào. Không những xây dựng nhiều công trình không phép tại dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen, chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn đầu tư Hoa Sen còn xây dựng lên trên cả phần đất của bà Nguyễn Thị Tương. Trong khi mâu thuẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết thì vừa qua công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn đầu tư Hoa Sen này đã dùng loa công suất lớn khủng bố tinh thần cả ngày lẫn đêm đối với 57 công dân đang tạm trú tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Tương, khiến nhiều người bức xúc. Có mặt tại thôn 3 xã Đạ My Ri, huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, phóng viên ghi nhận hai thửa đất 178 dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen và 200 của bà Nguyễn Thị Tương đã trở thành một công trường lớn, rầm rộ các máy móc, xe tải, xe múc làm việc liên tục. Ông Lưu Tiến Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai cho biết, hiện nay tỉnh Lâm Đồng đang thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra việc xây dựng và thi công dự án Đại Tùng Lâm Hoa Sen. Khi nào có kết quả kiểm tra thì sẽ thông tin cho báo chí. Luật sư Nông Minh Đức, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, văn bản số 305 trên Ủy ban Nhân dân ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạ My Ri đã xác định rõ sai phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn đầu tư Hoa Sen trong lĩnh vực đất đai và xây dựng, đủ điều kiện để xử lý. Về sau, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 5989 Ủy ban Nhân dân ngày 20 tháng 8 năm 2021 và văn bản số 7234 Ủy ban Nhân dân yêu cầu huyện Đạ Hoai xử lý vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn đầu tư Hoa Sen, nhưng rồi lại thu hồi văn bản này với lý do đây là quan hệ dân sự. Cách xử lý vi phạm hành chính của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng là không đúng, mập mờ vì việc thỏa thuận hoán đổi đất nếu có của các bên là quan hệ pháp luật khác, không liên quan đến hành vi vi phạm hành chính của công ty Hoa Sen nên không thể dùng lý do này để không xử lý hành vi vi phạm pháp luật xây dựng của công ty này. Việc xử lý vi phạm hành chính diễn ra trên địa bàn do mình quản lý thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai. Mặt khác, văn bản số 175 trên Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai ghi rõ, cơ quan hành chính nhà nước không cấp phép cho ba công trình xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn đầu tư Hoa Sen trên thửa đất số 200 của bà Nguyễn Thị Tương. Như vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai biết công trình xây dựng trái phép mà vẫn cho tồn tại. Đây là lỗi buông lỏng quản lý hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Hoai và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Bản tin của chúng ta hôm nay đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh. Chúc quý vị một ngày mới an lành.